Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi thông tin nóng trên kênh tin tức của báo Tiền Phong. Liên quan đến việc sử dụng kit xét nghiệm của công ty Việt Á có ông trùm Phan Quốc Việt cùng nhiều lãnh đạo vừa xét xử phúc thẩm, mới đây, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ. Quá trình điều tra hé lộ chiêu thức tinh vi của nhóm đối tượng để phu phép nước lọc thành hóa chất. Theo cáo trạng, Trần Tiến Lực là nhân viên kinh doanh của công ty Việt Á, Phạm Ngọc Thùy và Đỗ Thị Yến Phương cùng là nhân viên xét nghiệm của khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ cùng bị truy tố về tội tham ô tài sản. Cáo trạng thể hiện từ năm 2017 đến năm 2021, bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ sử dụng kit xét nghiệm viêm gan B, viêm gan C, lao, Gen-Tai-C kèm hóa chất do công ty cổ phần công nghệ Việt Á, gọi tắt là công ty Việt Á sản xuất. Trong thời gian phối hợp thực hiện hợp đồng mua bán kit xét nghiệm và hóa chất vào cuối năm 2017, Trần Tiến Lực thông tin với Phạm Ngọc Thùy, Đỗ Thị Yến Phương rằng phía Việt Á sẽ hỗ trợ mua lại nếu quá trình xét nghiệm có tiết kiệm được hóa chất. Từ gợi ý của Lực, Phương và Thùy, bàn bạc sẽ tính toán số lượng kit và hóa chất đi kèm dùng làm chứng âm, chứng dương dôi dư khi xét nghiệm để chiếm đoạt tiền của bệnh viện. Theo quy trình xét nghiệm sinh học phân tử, ngoài việc sử dụng kit xét nghiệm tương ứng với từng loại bệnh, còn phải sử dụng một kit chứng âm, một kit chứng dương, kit chứa mẫu bệnh đã biết kết quả âm tính, dương tính và những hóa chất đi kèm khác trong một lần thực hiện xét nghiệm. Với loại máy móc của phòng xét nghiệm, Phương và Thùy báo cho Lực biết có thể tiết kiệm được. Cả ba sau đó thống nhất cách thực hiện. Cụ thể cuối tháng khi kiểm tra kho và dự trù mua sắm cho tháng tiếp theo, Thùy, Phương dự trù số lượng kit và hóa chất cần sử dụng cộng thêm số lượng kit và hóa chất tương ứng với số lượng dôi dư báo cáo về bộ phận liên quan đặt hàng từ công ty Việt Á. Sau đó Thùy, Phương thông tin cho Lực biết đơn hàng có bao nhiêu kit và hóa chất hàng thật, bao nhiêu kit và hóa chất hàng khống để Lực chuyển về phòng kinh doanh công ty Việt Á, ghi chú số lượng hàng khống để phòng chuyển đến bộ phận sản xuất hàng giống hàng thật nhưng bên trong là nước lọc, có đánh dấu để Phương và Thùy biết. Khi công ty Việt Á giao hàng, những người tham gia kiểm và nhận hàng gồm nhân viên khoa dược, bộ phận kế toán khoa dược, nhân viên khoa xét nghiệm, thường là Phương và Thùy. Hàng nhận xong giao cho Phương, Thùy thì cả hai đưa vào tủ đông của phòng xét nghiệm sinh học phân tử. Hàng khống thì cả hai lấy bỏ đi. Sau khi bệnh viện thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng cho Việt Á, Lực đề nghị bộ phận kế toán Việt Á căn cứ hóa đơn, bảng đối chiếu công nợ, số lượng hàng khống đã giao để tính toán số tiền hàng khống sau khi trừ chi phí, thuế VAT. Tiền chiết khấu trình cho Phan Quốc Việt là giám đốc công ty Việt Á duyệt chi. Cáo trạng quy kết, từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 5 năm 2021, Thùy và Phương đã báo về khoa dược để lên đơn hàng mua kit và hóa chất khống tương đương với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, thuế, chiết khấu, công ty Việt Á tính toán đã chuyển số tiền gần 1,25 tỷ đồng cho Lực để chi cho Phương và Thùy. Tuy nhiên, Phương và Thùy khai tổng số tiền nhận từ Lực là 800 triệu đồng. Cả hai chia nhau, mỗi người 400 triệu. Số tiền còn lại gần 450 triệu, Lực khai đã đưa hết cho Phương, Thùy, nhưng hai nhân viên này không thừa nhận. Ngoài ra, quá trình điều tra còn phát hiện, khi số lượng bệnh nhân xét nghiệm nhiều và những trường hợp cần xét nghiệm lại, Phương, Thùy tự ý gửi mẫu xét nghiệm cho công ty Việt Á nhờ xét nghiệm giúp. Công ty Việt Á đã sử dụng hóa chất tách chiết tay để tiến hành xét nghiệm giúp cho hai bị can. Hai bị can cũng lập dự trù và báo đến khoa dược như trường hợp báo kit và hóa chất không nói trên. Nhưng khi bán hàng cho bệnh viện thì toàn bộ là kit và hóa chất dùng cho tách, chiết tự động. Việc sử dụng kit tách chiết tay nhưng giá thanh toán là kit tách chiết tự động. Công ty Việt Á tính chênh lệch hơn 412 triệu đồng và chuyển tiền này cho Lực. Lực khai đã chi hết số tiền này cho Phương, Thùy nhưng hai người này không thừa nhận. Sau khi bị khởi tố, Phương đã nộp lại 400 triệu đồng, Thùy cũng nộp lại 400 triệu đồng cho cơ quan điều tra. Lực nộp 50 triệu, công ty Việt Á nộp gần 1,5 tỷ đồng để khắc phục toàn bộ hậu quả. Trong đại án Việt Á, cùng với việc truy tố hành vi nhận hối lộ của nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, nhiều cựu quan chức như nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng, lãnh đạo, giám đốc các công ty thẩm định giá giúp sức cho Việt Á trúng thầu, tung hoành, ngoáy lỗ mũi ăn tiền ở nhiều tỉnh, thành phố đã bị cơ quan cảnh sát điều tra giơ gáy. Không chỉ dùng tiền mua một số quan chức ở các bộ ngành liên quan như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, công ty Việt Á của Phan Quốc Việt trong quá trình triển khai mở rộng thị trường kit xét nghiệm COVID-19 ở các tỉnh, thành phố trên cả nước còn có sự hậu thuẫn rất lớn từ các quan chức của địa phương. Với lợi nhuận khổng lồ từ việc ngoáy mũi, Phan Quốc Việt đã sẵn sàng chi đậm để đám quan chức địa phương trên phục vụ lợi ích cho Việt Á, biến Việt Á trở thành một mình một ngựa trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm xét nghiệm phòng chống COVID-19 trong giai đoạn chống dịch.
Cùng với việc ủng hộ giúp đỡ của số quan chức biến chất này, Phan Quốc Việt còn lôi kéo và dùng tiền để các đơn vị doanh nghiệp trong lĩnh vực thẩm định giá nhắm mắt đưa ra những chứng thư thẩm định có lợi, tạo điều kiện để Việt Á trúng thầu, lũng đoạn thị trường. Vạch trần trò ma thẩm định giá. Theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra, các đơn vị doanh nghiệp liên quan đến sai phạm của Việt Á tiêu thụ kit xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật ở các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Nghệ An, Bình Dương đều có tên của những công ty hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá. Một trong số đó là Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính Hải Dương do Nguyễn Thị Trang làm giám đốc. Theo quy định của luật giá năm 2013, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính Hải Dương là đơn vị sự nghiệp nên không có chức năng thẩm định giá và phát hành chứng thư thẩm định giá. Ngày 2 tháng 1 năm 2020, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính Hải Dương đã ký hợp đồng số 06 và đến ngày 15 tháng 6 năm 2021 ký phụ lục hợp đồng về việc cung cấp dịch vụ thông tin giá, thẩm định giá với Công ty Cổ phần Tư vấn Thẩm định giá VCHB. Hành vi của Nguyễn Thị Trang đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Các đơn vị doanh nghiệp liên quan sai phạm trong việc Công ty Việt Á tiêu thụ kit xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an điểm tên. Ngoài Sở Y tế Bắc Giang, Sở Tài chính Bắc Giang, CDC Bắc Giang còn có một số đơn vị tư vấn đấu thầu thẩm định giá khác. Đối với các đơn vị doanh nghiệp liên quan đến sai phạm của Công ty Việt Á tiêu thụ kit xét nghiệm tại CDC Nghệ An, ngoài Sở Y tế Nghệ An, CDC Nghệ An còn có một số công ty thẩm định giá khác. Tại CDC Bình Dương, các đơn vị doanh nghiệp liên quan sai phạm trong việc Công ty Việt Á tiêu thụ kit xét nghiệm gồm có Sở Y tế Bình Dương, CDC Bình Dương, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Công nghệ Ứng dụng Việt Nam, Công ty Cổ phần Thẩm định giá Trung Tín, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Mekong. Tại CDC các tỉnh này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố điều tra Phan Quốc Việt và đồng phạm vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng để Việt Á tiêu thụ hơn 600.000 kit xét nghiệm, gây thiệt hại tài sản nhà nước là hơn 222 tỷ đồng. Trong 2 năm 2020-2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định tổng doanh thu của Việt Á là hơn 4.000 tỷ đồng. Quá trình Việt Á sản xuất và tiêu thụ kit xét nghiệm với mục đích để Việt Á được lợi nhuận, thu lời bất chính, Phan Quốc Việt trực tiếp hoặc chỉ đạo các nhân viên dưới quyền phụ trách vùng liên hệ, làm việc, thỏa thuận thống nhất với các lãnh đạo, các cán bộ công ty trung gian hoặc lãnh đạo các đơn vị cơ sở y tế để thông đồng hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu. Sau đó các đối tượng ký hợp đồng để đơn vị cơ sở y tế thanh quyết toán, chuyển tiền cho Việt Á, công ty trung gian cung cấp thông số kỹ thuật sản phẩm và báo giá của Việt Á, báo giá của các công ty trong hệ sinh thái Việt Á do Phan Quốc Việt thành lập, chỉ đạo điều hành hoặc báo giá của các công ty có mối quan hệ quen biết với Phan Quốc Việt, quan hệ làm ăn với Việt Á. Báo giá do Việt Á và công ty trung gian đưa ra là thấp nhất để lãnh đạo, cán bộ các đơn vị, cơ sở y tế sử dụng đưa vào hồ sơ dự toán, hồ sơ đấu thầu. Và để làm được việc đó, vai trò giúp sức của các công ty thẩm định giá trong những sai phạm này là không nhỏ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng làm rõ hành vi sai phạm của các thẩm định viên tại những công ty thẩm định có liên quan. Đơn cử như bị can Hồ Công Hiếu, thẩm định viên của Công ty Thẩm định giá Việt Nam, chi nhánh Nghệ An đã phạm tội, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại tài sản nhà nước là hơn 17.000 tỷ đồng. Hay như bị can Vũ Văn Doanh, giám đốc Công ty Thẩm định giá TVC, cùng bị truy tố về tội danh trên, gây thiệt hại tài sản của nhà nước là hơn 14 tỷ đồng. Các bị can Tạ Ngọc Trức, Tổng Giám đốc Công ty Thẩm định giá Toàn cầu và Ninh Văn Sinh, Phó Giám đốc Công ty Thẩm định giá Trung Tín đã phạm tội danh tương tự, gây thiệt hại hơn 4 tỷ và 2,5 tỷ đồng. Đại diện Cục Quản lý giá Bộ Tài chính cho biết, những sai phạm liên quan đến việc thẩm định giá bên cạnh các nguyên nhân khách quan chủ yếu xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của cá nhân thẩm định viên, như vi phạm đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá, xuất hiện tình trạng móc ngoặc, câu kết của thẩm định viên với các chủ đầu tư nhằm ấn định một mức giá có lợi cho chủ đầu tư, thông đồng, câu kết làm sai lệch thông tin, đầu vào cho hoạt động thẩm định giá. Thời gian qua, khi có đề nghị của các cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an, Cục Quản lý, Bộ Tài chính giá đã cung cấp hồ sơ, tài liệu thông tin liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý, vụ án hình sự. Cục Quản lý giá cũng thường xuyên trao đổi nghiệp vụ với các đơn vị thuộc Bộ Công an nhằm làm rõ các nội dung chuyên sâu về thẩm định giá trong việc xử lý các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Cục Quản lý giá cũng đưa ra các nội dung đánh giá về chuyên môn, ra soát việc tuân thủ theo quy định của pháp luật về thẩm định giá và hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam đối với các hồ sơ thẩm định giá hoặc tiến hành kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm của các doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá nhưng chưa đến mức xử lý hình sự theo yêu cầu của các cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an và các cơ quan có thẩm quyền tố tụng khác. Những chiêu trò đánh bóng để bán hàng.
Bản kết luận của cơ quan điều tra chỉ ra, Liên minh Ma quỷ Việt Á đã phủ phép đề tài khoa học sử dụng tiền của nhà nước cho tư nhân độc quyền khai thác sử dụng. Hơn nữa, cơ quan của Bộ Khoa học và Công nghệ còn dùng thủ thuật để đánh bóng tên tuổi cho doanh nghiệp, gây nên biết bao hệ lụy cho cộng đồng. Đầu năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới, thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Khoa học Công nghệ về việc chủ động nghiên cứu, phục vụ công tác phòng chống dịch, Học viện Quân y đã có chủ trương giao cho Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự trực thuộc Học viện Quân y tiến hành nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện virus corona test xét nghiệm. Ngày 21 tháng 1 năm 2020, ông Hoàng Công Lương, Phó Giám đốc Học viện Quân y đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Học viện Quân y triển khai nhiệm vụ phát triển test chẩn đoán viêm phổi do virus corona, không đề cập đến công ty Việt Á. Sau khi Học viện Quân y có văn bản, ông Hồ Anh Sơn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, gọi điện thông báo cho Trịnh Thanh Hùng biết. Trước đó, công ty Việt Á đã từng phối hợp với Học viện Quân y thực hiện đề tài nghiên cứu, sản xuất test xét nghiệm vi khuẩn lao do Bộ Khoa học Công nghệ phê duyệt năm 2012-2013. Việc này đã mở ra mối quan hệ giữa Trịnh Thanh Hùng và Phan Quốc Việt để giúp cho công ty Việt Á được tham gia nghiên cứu và sau đó sản xuất test xét nghiệm COVID-19. Được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và bán ra thị trường, Trịnh Thanh Hùng đã gọi điện cho Hồ Anh Sơn, yêu cầu trong đề xuất của Học viện Quân y phải đưa công ty Việt Á là đơn vị tham gia phối hợp nghiên cứu và được ông này đồng ý. Sau khi Bộ Y tế cấp số đăng ký tạm thời test xét nghiệm cho công ty Việt Á, ông Chu Ngọc Anh và ông Phạm Công Tạc đã chỉ đạo để Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo ngày 5 tháng 3 năm 2020, công bố kết quả nghiên cứu đề tài và ra thông cáo báo chí, thể hiện Bộ Y tế đã cấp phép sử dụng test xét nghiệm cho công ty Việt Á và năng lực sản xuất test xét nghiệm của công ty Việt Á. Tiếp đó, ông Chu Ngọc Anh chỉ đạo Trịnh Thanh Hùng tham mưu, phối hợp với vụ thi đua và khen thưởng Bộ Khoa học Công nghệ, hoàn thiện thủ tục để ông Chu Ngọc Anh ký quyết định tặng bằng khen của Bộ trưởng Khoa học Công nghệ, ký tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho công ty Việt Á và Phan Quốc Việt, các thành viên thuộc nhóm nghiên cứu công ty Việt Á về thành tích trong nghiên cứu chế tạo thành công test xét nghiệm. Ngoài ra, ông Chu Ngọc Anh chỉ đạo ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ ký văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho công ty Việt Á về thành tích trong việc nghiên cứu chế tạo và ứng dụng test xét nghiệm. Trong quá trình công ty Việt Á phối hợp với Học viện Quân y nghiên cứu đề tài và tổ chức sản xuất, tiêu thụ test xét nghiệm để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu và đẩy nhanh quá trình cấp số đăng ký, lưu hành sản phẩm test xét nghiệm cho công ty Việt Á, Trịnh Thanh Hùng cùng Phan Quốc Việt đã cung cấp thông tin cho một số cơ quan truyền thông để tuyên truyền sản phẩm test xét nghiệm của công ty Việt Á. Đồng thời, để khẳng định thương hiệu sản phẩm và được xuất khẩu ra nước ngoài, Trịnh Thanh Hùng đã bàn bạc cùng Phan Quốc Việt làm các thủ tục gửi hồ sơ đến Tổ chức Y tế Thế giới WHO chứng nhận sản phẩm test xét nghiệm cho công ty Việt Á. Mặc dù văn bản của Tổ chức Y tế Thế giới chưa cấp chứng nhận test xét nghiệm đạt chất lượng, nhưng Trịnh Thanh Hùng đã cung cấp để đăng văn bản này lên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ và đăng bài thể hiện thông tin sai sự thật. Sản phẩm test xét nghiệm của công ty Việt Á đã được WHO cấp chứng nhận. Theo đó, nhiều bài báo được đăng tải ở một số phương tiện thông tin đại chúng. Căn cứ vào thông tin trên, nhiều địa phương, cơ quan, doanh nghiệp đã đổ xô đặt hàng của công ty Việt Á. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.